Thì ở bên này thì các bác tài ở bên này thì cũng rất là lành, yên tâm nha. Đây, anh hướng dẫn viên Đoàn Minh bắt đầu đã quấn cái sarong của anh ấy vào rồi. Saput sarong. Số xe đã đoàn chúng ta ai có nhu cầu vệ sinh thì mình đi luôn nhá. Ở phía đằng sau kia, sau đó chúng ta tập trung đi qua, ở đây là sẽ có soát vé theo đoàn, là mình sẽ tập trung đi cùng nhau vào bên trong nhá. Last stop of the toilet.